Kính chào quý vị và các bạn đang xem chương trình. Thưa quý vị và các bạn, một vụ án thương tâm xảy ra tại xã Hoàng Ngọc, huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Con trai đi làm ăn xa, chỉ có bố chồng và con dâu ở nhà. Ngay lập tức, người dân làng lời ra tiếng vào về mối quan hệ cha chồng nàng dâu. Khi người con trai đi làm về, lời dị nghị ấy đã đến tai anh. Bao nhiêu uất ức dồn nén, cùng với trong người có chút hơi men, anh đã quyết định hành động liều mạng để rồi gây lên một sự việc đau lòng. Chi tiết sự việc ra sao, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Khoảng 20 giờ ngày 17 tháng 7, ông Chu Đình Hào, 63 tuổi, trú thôn 1, xã Hoàng Ngọc, huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa, qua đời ngay sau cuộc ẩu đả với con trai ruột là Chu Đình Quang, sinh năm 1981. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cả hai đều đã say rượu. Trong lúc to tiếng, đôi bên đều có những lời lẽ xúc phạm nhau nên dẫn đến ẩu đả. Đặc biệt, Quang buộc miệng cho rằng trong thời gian anh đi làm ăn xa, ông Hào ở nhà nảy sinh tình cảm với con dâu, cũng là vợ mình, là chị Đỗ Thị Trung, khiến dư luận đồn thổi, xôn xao khắp làng. Hai cha con cầm hung khí, gạch, la vào ẩu đả nhau khiến ông Hào bị thương rồi ngã ngửa đập đầu xuống nền sân gạch và qua đời trên đường đi cấp cứu. Chị Chu Thị Tuyết, con gái đầu của ông Hào, vẫn chưa hết bàng hoàng nói: "Lâu nay, Quang đi làm ăn xa, quanh năm nên gia đình chẳng bao giờ to tiếng. Thật không ngờ, chỉ vì một chút nông nổi trong lúc say đã dẫn đến thảm kịch này." Chị Tuyết cho biết nhà mình có 5 anh em, 4 gái, 1 trai. Quang là con trai út và là con trai duy nhất nên đều được mọi người yêu quý. Ông Quang là thương binh nên sức khỏe không được tốt. Cách đây hơn 1 năm, vợ đột ngột qua đời để lại ông thui thủi sống một mình. Thương bố, vợ chồng Quang Trung đã đón ông Hào về sống cùng để tiện bề chăm sóc và vui vẻ bên 7 con cháu lúc tuổi già. "Bố tôi bình thường, rất thương con, quý cháu, sống tình cảm, nhưng mỗi lần say rượu thường hay quấy phá," chị Tuyết nói. Chị Tuyết đau xót kể: "Hôm đó tôi sang thì thấy ông đang nằm thoi thóp thở dưới nền sân, khuôn mặt biến dạng vì núm mũi bị núm xẹt, phía sau kháy chảy huyết. Cạnh đó là Trung cũng bất tỉnh vì bị thương ở đầu. Tôi chưa biết sự việc như thế nào nên vội gọi Quang lại giúp để đưa lên xe cấp cứu, thì thấy nó vẫn ngồi ngay tại vị trí lúc hai bố con ẩu đả nhau, người bần thần, miệng lẩm bẩm rằng không có ý lấy mạng cha. Ngay sau đó, gia đình gọi xe để đưa cả hai người đi cấp cứu. Tuy nhiên, chỉ mới đi được vài cây số thì ông Hào tắc thở và được gia đình đưa trở lại về nhà. Còn chị Trung, sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tỉnh lại sau vài tiếng hôn mê với một vết thương phải khâu 5 mũi trên đỉnh đầu." Chị Đỗ Thị Trung mệt mỏi nói: "Tôi bị hôn mê, vừa tỉnh dậy tại bệnh viện nhưng nghe tin bố mất nên tôi xin bệnh viện được về sớm ngay ngày hôm sau để chịu tang," chị Trung kể lại. Ngày hôm xảy ra sự việc trên, vợ chồng chị đi dự đám cưới một người em bên phía nhà ngoại. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Quang cho hai mẹ con chị về trước, còn anh ta vẫn ở lại ngồi nhậu tiếp với bạn bè. Chị Trung đèo con về đến nhà cũng đúng lúc ông Hào và một người bạn già đang uống rượu và xem bóng đá. Thấy mẹ con tôi về muộn, ông Hào cũng tỏ ra hậm hực nhưng không chửi lớn tiếng. Một lúc sau Quang về nhà, người nồng nặc mùi rượu, khật cưỡng đi vào. Lúc đó ông Hào cũng đã quá chén nên nóng mặt và cảm thấy mất mặt với người bạn nhậu. Vì thằng con trai về thấy bố mà không biết chào hỏi tử tế nên lớn tiếng chửi mắng vợ chồng Quang. Bố bảo vợ chồng tôi là sống khinh nội, trọng ngoại rồi mắng chửi ngày càng thâm tệ, chị Trung kể. Cuộc cãi vã giữa hai bố con ngày càng cả giận mất khôn. Quang buộc miệng nói ra những gì anh được thiên hạ đồn thổi suốt nhiều ngày nay. Chị Trung đau xót kể lại: "Anh Quang bảo là thiên hạ đồn ầm lên rằng tôi và bố Hảo có quan hệ bất chính với nhau." Nghe vậy, bố Hào hậm hực bảo: "Chưa bắt quả tang mà sao đứa nào dám nói thế? Ông ra đầu làng mà nghe được thiên hạ nói gì kia?" Quang ngắt lời bố, bực tức vì bị con trai vu oan, nhưng không sao nói lại được. Bố Hào xách cả can rượu lên dốc ực, một hơi dài rồi lạch cạch chạy xuống nhà dưới. Bất ngờ, cầm lên hung khí chỉ thẳng vào mặt anh Quang rồi nói: "Đứa nào nói thế, mày bà tao, không tao cho mày về chầu trời." Dù vậy, anh Quang vẫn tiếp tục buộc tội khiến bố Hào tức lắm. Bố Hào chỉ thẳng hung khí vào mặt anh Quang. Rồi chưa dứt lời, bố Hào liên tiếp lia hung khí về phía anh Quang nhưng không trúng do anh Quang né được.
Thế vậy tôi liền nhảy vào can, nhưng chẳng may bị bố Hào lia trúng vào đầu. Sau khi trúng, tôi bị ngất nên sự việc thế nào cũng không được chứng kiến. Chị Lan, nhà ở ngay bên cạnh, cũng là một nhân chứng kế tiếp. Khi từ nhà chạy sang, chị Lan nhìn thấy Quang và ông Hào đã giằng co nhau ở góc sân. Ông Hào cầm hung khí trong khi Quang cầm nửa viên gạch. Chị Lan vào can ngăn nhưng bị họ đẩy ra. Thấy hai người đàn ông say rượu đều cầm hung khí có thể xảy ra sự việc chẳng lành, nên chị Lan chạy ra phía cổng kêu mọi người đến can ngăn. Một lúc sau chị Lan trở lại thì đã thấy ông bố nằm ngửa gần gốc bưởi, tay vẫn cầm chặt hung khí, còn Quang cũng quỵ ngay gần đó. Nửa viên gạch Quang cầm trước đó không còn nữa mà xuất hiện ở gần người ông Hào. Rất có thể trong lúc mất kiểm soát, anh Quang đã lém viên gạch trúng mặt ông Hào, khiến ông bị ngã đập đầu vào cái gì đó. Sau khi cha ngã thì Quang cứ quỳ nguyên một chỗ, miệng lẩm bẩm: con không cố tình làm thế, sao bố lại ép con, sao nhà mình lại giờ nông nỗi này. Cho đến khi công an đến, cong tay giải đi. Trong vụ việc thương tâm này, có lẽ chị Đỗ Thị Trung là người phụ nữ bất hạnh nhất, bởi không chỉ cùng một lúc phải hứng chịu chuyện bố mất, chồng đi tù mà bản thân còn phải chịu điều tiếng, tòm tem với bố chồng. Chị Trung trần tình trong nước mắt: từ ngày về làm dâu đến nay, tôi luôn giữ chọn bổn phận làm vợ, đạo làm con trong gia đình. Nhưng thật buồn khi ai đó thấy chồng tôi đi làm ăn xa, có mình tôi nuôi hai con nhỏ sống cùng bố chồng nên họ mới đặt điều, chứ thật ra không có chuyện đó. Chị Trung cho biết họ cưới nhau từ năm 2004, hiện đã có với nhau hai mặt con. Anh Quang sau khi học hết lớp 12, do nhà nghèo và thi không đậu nên vào Nam làm công nhân. Chị Trung yêu và tôn trọng chồng vì anh là người hiền lành, sống mẫu mực, một lòng vì vợ con. Mặc dù đi làm ăn xa nhưng hàng tháng anh luôn gửi tiền về phụ giúp gia đình. Suốt 3 năm qua anh ấy sống rất mẫu mực, không bao giờ để lại điều tiếng xấu. Bình thường anh ấy không uống rượu, chỉ là hôm ấy đám cưới nên có thể hơi quá chén nên mới dẫn đến thảm cảnh như vậy. Chị Trung cũng thừa nhận những lời đồn thổi chỉ mới xuất hiện gần đây. Chị đã nghe phong phanh trước đó vài tuần, nhưng nghĩ người đời thường hay đặt điều nên không quan tâm, vì càng cố giải thích thì người ta càng nghi ngờ. Anh Quang cũng mới về được vài ngày nhưng không hiểu đã nghe chuyện đồn thổi từ đâu. Bố chồng tôi sống rất mẫu mực nên khi nghe người ta đồn thổi vậy, ông rất buồn. Ông có động viên tôi là miệng lưỡi thế gian không thể theo ý mình được, bố con mình cứ sống tốt, không phạm sai lầm như người ta đồn thổi là được. Dù mới về nhưng tôi biết là anh Quang lại ấm ức sau khi nghe đồn thổi nhưng không nói ra. Tôi thì cũng chưa biết làm cách nào để giải thích cho chồng hiểu. Hôm xảy ra sự việc vì mấy chén rượu nên mới buộc miệng tuôn ra những lời thiếu căn cứ dẫn đến thảm cảnh này. Chị Trung cũng cho biết phải dành dụm từng đồng suốt mấy năm qua, vợ chồng mới có được một khoản tiền nhỏ để sửa sang lại ngôi nhà cũ. Đầu năm 2012, mẹ Quang đột ngột qua đời, nghĩ thương ông Hào một mình, thui thủi nên hai vợ chồng mời về sống cùng. Cuộc sống chật vật, anh Quang phải lặn lội và làm công nhân, dành dụm tiền gửi về nuôi ông Hào và cả vợ con. Chị Lan là hàng xóm sát vách nhà chị Trung cũng cho rằng những lời đồn thổi trên là hoàn toàn vô căn cứ. Sống cạnh nhà nên chị Lan thấy ông Hào là người sống mẫu mực và rất thương anh Quang nên chắc chắn không làm ra chuyện trái đạo như vậy. Thưa quý vị, một số người hàng xóm cũng cho rằng chuyện đồn thổi là thói quen của người dân quê. Nhưng đáng tiếc, bố con ông Hào đã bị ma men làm cho quẫn trí nên đã giải quyết theo cách mà không ai muốn và gây nên hậu quả đau lòng. Đây sẽ là bài học đắt giá cho mỗi người, mỗi gia đình trong hoàn cảnh tương tự. Dù cho bất cứ gặp xảy ra chuyện gì, phải bình tĩnh giải quyết, có như vậy mới tránh được những sự việc đáng tiếc như trên. Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.